Xin chào các bạn. Đàm trúc diệp là một trong những vị thuốc được dùng trong các bài thuốc hỗ trợ điều trị chứng tiểu tiện đỏ, tiểu tiện gặp khó khăn, viêm đường tiết niệu rất hiệu quả. Để hiểu hơn về công dụng và cách dùng của dược liệu này như thế nào thì mời bạn theo dõi video sau đây nhé. Và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh của chúng tôi để nghe thêm về những vị thuốc mới. Đàm trúc diệp còn được gọi là cỏ lá tre, trúc diệp mạch đông, mơi thân thảo. Lá trúc diệp có hình mát dài nhọn hoặc hình bầu dục dài, nhọn ở đầu, ở mặt trên có ít lông, mặt dưới nhẵn, cuốn lá gầy, tiếp liền với bẹ dài, ôm lấy thân hay có lông ở mép, lưỡi bẹ ngắn. Mặt trên của lá trúc diệp có màu lục nhạt hoặc màu lục vàng. Người ta thường hái tàn cây vào khoảng tháng 5 đến tháng 6 khi cuối mùa hoa. Hái tàn cây, cắt bỏ phần rễ con, bó thành từng bó nhỏ, sau đó phơi hoặc sấy khô. Vị thuốc đạm trúc diệp nhiều khi còn có cả rễ con và đôi khi có cả cụm hoa. Ngoài ra có thể sử dụng tươi. Công dụng của đạm trúc diệp mang lại: đạm trúc diệp có tác dụng điều trị bệnh nhiệt, miệng khát, bồn chồn. Dược liệu này còn được dùng để điều trị sốt cao, co giật ở trẻ nhỏ, bứt rứt, miệng lưỡi lở, sưng đau lợi răng. Ngoài ra, đạm trúc diệp còn được dùng điều trị viêm đường tiết niệu, tiểu tiện khó khăn, tiểu đỏ và ít, tiểu tiện đau rát, miệng lưỡi nứt nẻ. Theo nghiên cứu của y học hiện đại, những thí nghiệm trên các loài như chuột bạch, mèo, thỏ cho thấy trúc diệp có khả năng hạ sốt rất hiệu quả. Thành phần này có tác dụng tan trong nước và khó tan trong cồn. Dược liệu trúc diệp yếu hơn chư linh, mộc thông nhưng trường hợp chất clorua trong nước tiểu được thải ra nhiều hơn. Tuy nhiên, những tác dụng này chỉ được thực hiện trong phòng thí nghiệm và trên động vật, vẫn cần có nhiều nghiên cứu lâm sàng hơn nữa. Cách sử dụng đạm trúc diệp như sau: chữa viêm niệu đạo, tiểu tiện đau uất, đạm trúc diệp 15g, sinh cam thảo 3g, thông thảo 5g, hoa lâu căn 10g, hoàng bá 5g. Các dược liệu đem rửa sạch rồi sắc cùng với 600ml nước, sắc cạn còn 200ml, chia ra uống 3 lần trong ngày. Điều trị sốt khát nước: đạm trúc diệp 30g, sáng dây 15g, có thể cho thêm 12g bột thạch cao, sắc nước uống làm 3 lần trong ngày. Điều trị bí tiểu, tiểu ra máu: đạm trúc diệp, rễ cỏ chanh, mỗi loại 15g, sắc nước uống. Để hiểu thêm về đạm trúc diệp cũng như các thảo dược khác, bạn có thể vào website của Thảo Dược Thanh Bình. Trên màn hình là đạm trúc diệp khô và tươi. Nếu bạn quan tâm sản phẩm có thể gọi ngay hotline để được tư vấn miễn phí hoặc đặt mua sản phẩm. Cảm ơn bạn đã xem video. Nếu thấy hay, bổ ích, hãy like, share và đăng ký kênh của chúng tôi để xem thêm nhiều video khác bổ ích hơn nhé.